Dù giá kit, giá kit tăng dư tờ, kit tốc cần tăng dư ta. Kit tốc cần này đã Fordham Market. Kit tốc cần Lexco Coil Citet Coibit Cimet Eximo rất nhiều sàn như ta. Cho giao dịch kêu cặp BTC này. ETH nè. Cô coi giao dịch qua ETH, BTC, Coibit qua BTC nè. Giá khá là cao luôn. Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ hướng dẫn các bạn nhận 50.000 kit miễn phí trên một cái sàn kit Kepler. Tất cả các bạn đầu tiên bạn click vào phần link mô tả, mình đăng ký một cái tài khoản, các bạn sẽ nhận được 50.000 kit. Con này sự kiện chương trình góp nó sẽ kết thúc vào ngày gầm vào ngày 15 tháng 3 quá các bạn ơi. Theo thông tin mình tìm hiểu và con này nó ghép 32 tầng. Hơi ít chứ. Đây là những người bạn đứng top này các bạn. Hiện giờ là có cái thằng Kid Super, nó người này sẽ chia sẻ được 2.788 người user, nhận được 12.384 kit top cần 12 tỷ 12.000. Đây là những người mình tiến ghép được nè các bạn. Ghép 9 tầng các bạn ơi. Ghép ba mấy tầng. Đây là hệ thống nè các bạn. Các bạn chia sẻ được 5 người các bạn sẽ nhận được 50.000 kit, 10 người 100 kit. Phần con này khá là ngon nha các bạn. Mình có để phần link đăng ký và phần link video hướng dẫn cho các bạn ở dưới phần link mô tả. Bạn nào chơi vào đăng ký cái tài khoản rồi bỏ đó nghe các bạn. Mình sẽ cập nhật cái kit top cần này cho các bạn sau các bạn. Cái đồng kit này sau khi chương trình này góp kết thúc, các bạn có thể rút về mà chay qua BTC hoặc ETH có bán được về Việt Nam đồng luôn các bạn. Khá nó có chương trình giới thiệu nè. Khá là ngon nha các bạn. Nay mới gặp được ta. Chia sẻ một người nhận 50.000 kit nè. Đâu rồi ta? Đâu vô quá. Rồi. Kèo này là kèo ngon nha các bạn, khá là ngon, các bạn cố gắng làm nha các bạn. Đây là sàn kit của thằng Nga. Đây là báo mặt hả? Quà tặng cà chua. Những người bạn nào theo mình trước đó, giá kit rất là thấp, mình có kêu mua lưu trữ ăn được khoảng 3 vòng ăn đặt thắng lậm luôn nha các bạn. Giá hiện tại rất cao và mua không nổi luôn. Đây là đường link của mình nha các bạn. Các bạn chỉ dẹp lấy copy cái đường link này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm top cần nha các bạn. Top cần này khi nào mà lịch sàn rất có giá trị về tiềm năng nha các bạn. 50.000 kit là rất là nhiều luôn. Đã list nhiều sàn nha các bạn, coi coi biết rồi, nhiều sàn hồi nãy mình đã từng video đầu mình từng chỉ cho các bạn đó. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.